đến với thang máy Mitsui Nhật Bản, và hôm nay tôi thứ hai được tuần tiếp tục đến làm những công trình tại Nha Trang Khánh Hòa. Các anh em bên công trình đang là mở bên xe cổng của các linh kiện thang máy như thế. Và đây là phần tay cabin và tay đứng trong. Bên trên là hai thanh đẩy từ cổng lên xe cổng. Chiếc máy này thì được chủ đầu tư nặng với tải trọng là 800 kg, tốc độ chạy là 60 m/s, với số stop là 4 điểm dừng. Và phía bên trong đây là sản xuất của công ty, đây là tất cả các công ty xuất sau rất là nhiều đấy. Đây là phần đầu cửa ca và đầu cửa tàu. Vậy là công tác lên hàng đã xong rồi đây.